thầy cô, các bạn đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin được trình bày là chụp cắt lớp vi tính liều thấp trong sàng lọc ung thư phổi và phân loại lăng RAS phiên bản 2022. Thì bài hôm nay có hai vấn đề như thế. Vấn đề đầu tiên đó là chụp cắt lớp vi tính liều thấp trong sàng lọc ung thư phổi. Thì chúng ta đã biết thì, ung thư phổi là một cái bệnh mà khá là phổ biến trong cả hai giới, đứng thứ nhất trong các bệnh ung thư ở nam và đứng thứ hai trong các bệnh ung thư ở nữ trên toàn thế giới. Vì thế mà việc sàng lọc ung thư phổi là rất quan trọng. Tuy nhiên thì để giảm liều nhiễm xạ cho người bệnh thì chúng ta cần phải chụp cắt lớp vi tính liều thấp. Thế thì như thế nào là liều thấp? Thì người ta nói rằng cái liều mà phù hợp nhất để chúng ta đánh giá được cái tổn thương và gì không ảnh hưởng đến cho người bệnh. Và chúng ta chỉ sàng lọc như thế nào? Chúng ta được khuyến cáo sàng lọc cho những người lớn mà những người này có nguy cơ cao nhưng hiện tại thì chưa có triệu chứng lâm sàng. Và mục đích của sàng lọc ung thư phổi bằng CT liều thấp thì như chúng ta cũng đã biết rất rõ rồi, tức là mục tiêu là phát hiện sớm các cái ung thư ở phổi và khi chưa có triệu chứng. Ngoài ra thì khi chúng ta phát hiện được sớm thì chúng ta cũng có thể điều trị một cách hiệu quả và dễ dàng. Và cái việc này thì cũng làm góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong của ung thư phổi. Và chúng ta biết rằng khi thực hiện phương pháp này thì làm sao đó để có ít nguy cơ dương tính giả và âm tính giả. Thế thì cơ sở của việc sàng lọc ung thư phổi là gì? Đấy là chúng ta thấy rằng trong thực hành lâm sàng thì theo một số nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy là tỷ lệ phát hiện những cái nốt ở phổi chiếm từ 8 đến 51% tùy từng cái phương tiện để chúng ta sàng lọc. Thế thì có nghĩa rằng trong có thể có một số cái nghiên cứu người ta thấy rằng trong 100 người thì có 50 người là có thể có nốt ở phổi. Và những cái nốt này thì có tỷ lệ ác tính khá là cao và người ta có những cái báo cáo nói rằng là tỷ lệ ác tính có thể lên tới 50 đến 60%. Và cái việc chẩn đoán sớm căn nguyên cũng như điều trị hiệu quả đối với những nốt này đó đang còn là một thách thức. Vì vậy chúng ta cần phải sàng lọc sớm. Thế thì các cái yếu tố như thế nào để chúng ta sàng lọc thì theo khuyến cáo của NCCN năm 2022 và Hiệp hội Flettner Society năm 2017 người ta nói rằng những người mà có tiền sử hút thuốc lá nặng, tức là hút thuốc khoảng 20 đến 30 bao trên năm, 23 đến 30 bao năm và có tiền sử phơi nhiễm với chất các cái chất phóng xạ hoặc là các cái chất gây ung thư khác như chì arsen, niken, và những người này thì thường tuổi cao khoảng trên 54%, trên 54 tuổi và thường thì phụ nữ thì dễ mắc ung thư phổi hơn nam giới. Thế còn ngoài ra một số các cái yếu tố khác, ví dụ như sắc tộc, rồi dựa vào các cái tính chất đặc điểm hình thái của tổn thương hoặc là các cái bệnh nền của tổn thương thì người ta cũng đưa ra là những người mà có các cái bệnh lý phổi mãn tính như xơ hóa phổi, khí phế thủng thì cái nguy cơ ung thư phổi cũng cao hơn. Thế thì người ta phân chia cái yếu tố nguy cơ ung thư phổi theo NCCN là những cái yếu tố mà nguy cơ cao ấy thì chúng ta cần phải sàng lọc sớm như tôi vừa trình bày. Thế còn những cái yếu tố nguy cơ thấp, ví dụ như tuổi trên 50 và hút thuốc lá dưới 20 bao và những cái đối tượng nguy cơ rất thấp đó là dưới 49 tuổi và không hút thuốc lá thì chúng ta không cần phải theo dõi. Thế thì khi sàng lọc thì chúng ta phải sử dụng liều như thế nào? Thì theo rất là nhiều các cái thống kê người ta thấy rằng là các cái liều phù hợp nhất đối với sàng lọc ung thư phổi ngày nay thì người ta sử dụng liều là dưới liều liều nhiễm đấy ạ, dưới 2 milisievert. Và ở đây thì trong cái hệ thống tức là với cái liều là dưới 2 milisievert thì chúng ta cho là đấy là dùng cắt lớp vi tính liều thấp. Nhưng ngày nay thì với cái hệ thống của GE Healthcare bây giờ ấy thì người ta cho phép đưa ra các cái máy cắt lớp và có thể sử dụng các cái liều mà từ 0,05 mSv đến 1,5 mSv tùy vào các cái thế hệ máy, ví dụ các cái máy mà với số vòng quay là năm số vòng quay khoảng 0,23 giây một vòng giống như các kỹ sư người ta mô tả ấy, thì có thể liều nhiễm khoảng từ 0,03 đến 0,05 mSv trong một lần chụp. Thế thì các cái yêu cầu thông số trong cái sàng lọc ung thư phổi bằng CT liều thấp như thế nào thì theo khuyến cáo thì người ta sẽ dựa vào cái BMI để người ta đánh giá và các cái thông số cần thiết trong cái việc sử dụng bằng các lớp vi tính liều thấp đó là gì? Tức là dựa vào cái kilovol và cái mass để chúng ta đánh giá. Thế thì với cái BMI mà dưới 30
thì chúng ta dùng là kV từ 100 đến 120 kV và cái mát là dưới 40. Thế còn đối với những cái bệnh nhân mà có BMI trên 30 thì chúng ta sử dụng là kV khoảng 120 và mát là dưới 60. Và tốc độ vòng quay người ta yêu cầu chỉ dưới 0,5 giây một vòng quay. Đấy. Và các cái tiêu chí này thì nếu mà chúng ta đọc trên các cái khuyến cáo thì chúng ta cũng thấy là tài liệu người ta phân bổ rất là nhiều và chúng ta cũng dễ dàng nhận được. Thì khi chúng ta đánh giá dựa vào các cái thông số đấy rồi thì chúng ta đánh giá các cái tiêu chuẩn về mặt hình ảnh cũng như là đặc điểm hình ảnh của tổn thương để chúng ta đưa ra cái cách theo dõi cho nó phù hợp nhất. Sau đó thì so sánh cái sự phát triển của các cái thông số, các đặc điểm hình ảnh này để chúng ta đưa ra một cái khuyến cáo phù hợp. Đấy là về cái sàng lọc ung thư phổi, đấy là sàng lọc của ung thư phổi bằng CT liều thấp. Thế còn sau khi chúng ta sàng lọc xong rồi thì chúng ta phân loại như thế nào? Thế thì khi mà phân loại thì chúng ta sẽ dựa vào cái LungRAS 2022. Thì chúng ta đã biết rằng cái LungRAS thì đã ra từ năm 2022 và rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta cũng đã đọc và đã phân loại. Tuy nhiên thì cái phân loại này vẫn còn nhiều bác sĩ vẫn còn đang lúng túng. Vì thế mà hôm nay thì em cũng xin được trình bày rõ một chút. Và ngoài cái việc là chúng ta phân loại dựa vào hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trên các cái phim cắt lớp vi tính của chúng ta thu được thì chúng ta cũng sử dụng công nghệ, đó là chúng ta sử dụng AI trong cái phân loại lăng rát để chúng ta đưa ra cái chiến lược điều trị theo dõi cho người bệnh cho nó phù hợp. Thế rồi đối với cái lăng rát không, tức là gì, khi mà chúng ta không thấy, tức là cái phim của chúng ta không đánh giá được hoàn toàn cái phổi này hoặc là những cái hình ảnh mà gợi ý viêm hoặc là nhiễm trùng đang tiến triển thì xếp vào loại là lăng rát không. Và cái việc này thì chúng ta chủ yếu là so sánh với các cái kết quả chụp CT trước đây để chúng ta đánh giá. Và cái những cái bệnh nhân mà nghi có lăng rát không như này thì tỷ lệ lưu hành nghi ngờ có ung thư phổi chỉ dưới 1% thôi, và vì thế thường chúng ta không cần phải sàng lọc. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có một dấu hiệu gì đó chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cũng nên chụp lại bằng CT liều thấp từ 1 đến 3 tháng nếu chúng ta nghi ngờ. Thế còn đối với lăng rát 1, tức là tỷ lệ lành tính rất cao và lưu hành khoảng 39% ấy, thì đó là gì, những cái bệnh nhân mà không có các cái nốt ở phổi hoặc là những cái nốt mà có dấu hiệu lành tính điển hình, tức là nếu như mà có vôi hóa, những ở dạng vôi hóa lành tính ấy, tức là vôi hóa hoàn toàn, vôi hóa ở trung tâm tổn thương, vôi hóa dạng ở ngô hoặc là vôi hóa dạng vỏ trứng hay là dạng lá, dạng nhất đồng tâm, thì những cái nốt như này là thuộc dạng vôi hóa lành tính. Thế còn những nốt vôi hóa ác tính, ví dụ vôi hóa lệch tâm hoặc là vôi hóa vô định hình thì chúng ta không xếp vào lăng rát một. Hoặc là những cái nốt này có chứa mỡ, tức là khi chúng ta nhìn thấy nốt tổn thương mà có mỡ ở trong đấy thì có nghĩa đấy là dấu hiệu đặc điểm của lành tính và chúng ta xếp vào lăng rát một. Và những cái lăng rát một như thế này thì chúng ta có thể không sàng lọc hoặc chúng ta sàng lọc bằng cắt lớp vi tính liều thấp sau 1 năm. Với những cái nốt mà xếp loại lăng rát 2, tức là tỷ lệ lưu hành nó khoảng độ 45% và cái chuyển dạng ác tính thì rất là thấp. Đó là những cái nốt mà nằm cạnh màng phổi, tức là rìa sát thành ngực mà có đường kính khoảng dưới 10 mm, hoặc là những cái nốt mới. Và những cái nốt này thì có các cái đặc điểm lành tính, ví dụ những nốt đặc tròn này, bờ nhẵn và hình thấu kính hoặc hình tam giác thì chúng ta cũng xếp vào là lăng rát 2. Hoặc là những cái nốt đặc mà có đường kính là dưới 6 mm, hoặc là những nốt nốt mới mà dưới 4 mm thì chúng ta cũng xếp vào lăng rát 2. Thế còn những nốt bán đặc thì gì, có cái tổng đường kính trung bình, tức là chúng ta đo cả thành phần đặc và thành phần kính mờ xung quanh và chúng ta đưa ra được cái đường kính trung bình, và đường kính trung bình này dưới 6 mm đấy, thì chúng ta cũng xếp vào lăng rát 2. Hoặc là những nốt kính mờ hoàn toàn, tức là chúng ta đo cái những cái nốt này chúng ta không nhìn thấy thành phần đặc mà chỉ nhìn thấy hình kính mờ thôi, chúng ta vẫn thấy được mạch máu và phế quản xuyên qua cái nốt này. Thì nếu mà đường kính nốt dưới 30 mm hoặc là những cái nốt mà trên 30 mm nhưng mà nó phát triển ổn định hoặc phát triển rất chậm qua các cái thời kỳ theo dõi thì chúng ta cũng xếp vào lăng rát 2. Một cái phần nữa đó là những cái nốt ở nằm ở trong cái đường dứt khí và hoặc là những nốt dưới màng phổi mà chúng ta theo dõi thấy ổn định
thì chúng ta cũng chép vào lăng rát 2 hoặc là những cái nốt mà ở lăng rát 3 mà chúng ta theo dõi thấy ổn định, hoặc là theo dõi sau 6 tháng ở những nốt mà lăng rát 4B mà ổn định thì chúng ta cũng chép vào lăng rát 2. Và việc theo dõi bằng lăng rát 2 này thì chúng ta sàng lọc bằng các lớp vi tính liều thấp sau 1 năm. Đối với những cái nốt mà chiếc vào loại lăng rát 3, tức là cái tỷ lệ ác tính của nó khoảng 1 đến 2% và lưu hành trong dân số khoảng 9% ấy, thì đó đối với những nốt đặc thì kích thước từ 6 đến 8 mm thì chúng ta chiếc vào lăng rát 3, hoặc là chúng ta nhìn thấy cái nốt mới mà từ 4 đến 6 mm thì chúng ta cũng chiếc vào lăng rát 3. Thế còn đối với nốt nốt bán đặc thì gì ạ? Có đường kính trung bình như chúng ta nói rồi, đo cả phần đặc và thành phần kính mờ, và chúng ta thấy đường kính trung bình của nó là trên 6 lớn hơn bằng 6 mm, hoặc là nốt dưới những nốt mà có thành phần đặc dưới 6 mm, hoặc là có cái tổng ở những nốt mới tổng đường kính trung bình dưới 6 mm thì chúng ta cũng xếp vào là lăng rát 3. Đối với nốt kính mờ thì chúng ta phải nhìn thấy những cái nốt kính mờ này là trên lớn hơn hoặc bằng 30 mm, hoặc là có những cái nốt mới. Ngoài ra ở trước đây thì chúng ta không xếp những cái kén phổi vào lăng rát, thì bây giờ sau năm 2022 thì người ta phát hiện thấy rằng là những cái kén phổi vẫn có nguy cơ phát triển thành ung thư, và vì thế và người ta cũng đưa vào trong cái lăng rát này. Thì chúng ta nhìn thấy những cái kén phổi mà không điển hình với những thành kén dày không đều, hoặc là bờ ngoài của những cái tổn thương dạng kén này nó không đồng nhất của tua gai, thì chúng ta cũng đo cái đường kính trung bình và chúng ta xếp loại vào đó là lăng rát 3. Thế còn những cái nốt mà thuộc nhóm lăng rát 4A nhưng mà chúng ta theo dõi thấy ổn định sau 3 tháng thì chúng ta cũng có thể quay trở lại, chúng ta chiếc vào lăng rát 3. Và những nốt lăng rát 3 như thế này thì chúng ta theo dõi là 6 tháng một lần. Thế còn đối với những cái nốt lăng rát 4A thì lúc này tỷ lệ ác tính khá cao, từ 5 đến 15%, và những cái nốt này thì đối với nốt đặc thì người ta phân chia là đấy là đường kính trên 8 mm cho đến dưới 15 mm, hoặc là những cái nốt mà dưới 8 mm nhưng mà có các cái nốt mới, nốt dưới 8 mm phát triển đấy, hoặc là có những nốt mới mà từ 6 đến 8 mm thì chúng ta cũng chiếc vào lăng rát 4A. Thế còn đối với những nốt bán đặc thì chúng ta đo được cái tổng đường kính trung bình trên lớn hơn hoặc bằng 6 mm với thành phần đặc là từ 6 đến 8 mm, hoặc là những cái nốt mới mà phát triển chúng ta theo dõi thấy có sự phát triển tuy là nó dưới 4 mm nhưng nó phát triển qua các cái kỳ theo dõi thì chúng ta vẫn chiếc vào lăng rát 4A. Ngoài ra thì trong lăng rát 4A chúng ta cũng chiếc các cái nốt mà nằm ở trong đường thở, hoặc là những nốt ở các cái phân thủy phổi mà chúng ta thấy là các cái đặc điểm nghi ngờ, thì chúng ta cũng với cái đường kính khoảng trên 8 mm chúng ta vẫn xếp vào lăng rát 4A. Trong cái lăng rát 4A thì người ta cũng xếp cái thành các cái dạng kén phổi vào, với cái nghiên cứu gần đây người ta thấy kén phổi cũng nguy cơ ác tính, do đó thì những nốt dạng kén mà có thành dày thì thông thường như trước đây những kén mà thành dày dưới 4 mm thì người ta không không xếp loại, tỷ lệ ác tính rất thấp. Tuy nhiên thì ngày nay người ta thấy rằng những cái nốt mà thành dày trên 4 mm và cái kén này ấy, có thể là có các cái vách ở bên trong hoặc là có nhiều kén tập trung lại đấy, thì cũng có thể là nguy cơ ác tính cao, và người ta chiếc vào là lăng rát 4A. Và khi mà chiếc vào lăng rát 4A như thế này thì thường chúng ta sẽ theo dõi bằng các lớp vi tính liều thấp 3 tháng một lần, và nếu chúng ta thấy có các cái mức độ nghi ngờ tổn thương là ác tính thì chúng ta cũng có thể là chụp PET-CT để chúng ta đánh giá cái mức độ chuyển hóa của nó, cũng như là chúng ta xem xét để có thể là làm chi tiết cho người bệnh. Đối với lăng rát 4B thì cái tỷ lệ ác tính trên 15%, và bao gồm những cái nốt ở trong đường thở hoặc là những nốt ở phân thủy phổi có thể là ổn định, hoặc là những nốt này đang phát triển trong quá trình chúng ta theo dõi thì chúng ta vẫn tham khảo thêm về lâm sàng và chúng ta cũng xếp vào là lăng rát 4B. Thế còn đối với những nốt đặc mà chúng ta đo thấy đường kính trên lớn hơn khoảng 15 mm, hoặc là những nốt mới đang phát triển, tức là chúng ta theo dõi thấy phát triển và đường kính lớn hơn bằng 8 mm thì chúng ta cũng xếp vào lăng rát 4B. Thế còn đối với những nốt bán đặc thì với cái thành phần đặc mà chúng ta đo được, ở đây chúng ta không cần phải đo thành phần kính mờ xung quanh, nếu thành phần đặc chúng ta đo được mà lớn hơn khoảng 8 mm, hoặc là chúng ta thấy những cái nốt mới trên 4 mm nhưng mà phát triển qua các cái lần theo dõi thì chúng ta vẫn chiếc vào là lăng rát 4B.
Ngoài ra thì các cái kén phổi cũng được xếp vào lăng RAD 4B trong trường hợp kén có thành dày hoặc kén chúng ta theo dõi thấy phát triển khá là nhanh, hoặc là có các nhiều kén tập trung lại, hoặc kén có nhiều ổ, có thể một kén hoặc nhiều kén, hoặc là phát triển thêm các cái kén mới thì chúng ta vẫn có thể là xếp vào lăng RAD 4B. Và những cái nốt đặc mà phát triển chậm hoặc là nốt bán đặc mà được chứng minh là có sự phát triển qua các cái lần theo dõi thì chúng ta vẫn xếp vào lăng RAD 4B. Và cái việc xếp vào lăng RAD 4B này thì chúng ta cần phải chẩn đoán theo làm thêm các cái xét nghiệm khác, ví dụ chúng ta có thể xem xét cái việc là chụp CT có hoặc không tiêm thuốc cản quang để chúng ta đánh giá, hoặc là chúng ta có thể tiến tới tiến hành chụp PET-CT hoặc sinh thiết xuyên thành ngực để chúng ta xác định sớm cho người bệnh. Thế thì đối với 4, 4X thì sao ạ? Tức là cái tỷ lệ ác tính cũng trên 15% giống như 4B. Tuy nhiên thì cái 4X này khi chúng ta nhìn thấy những nốt mà ở nhóm 3 hoặc ở nhóm 4 mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu, tức là cái dấu hiệu nghi ngờ, các cái hành vi nghi ngờ mà có thể trở thành ác tính. Ví dụ như chúng ta thấy một nốt có đường kính khoảng độ 6 đến 8 mm thôi, nhưng chúng ta thấy đường bờ tua gai này, có dấu hiệu đuôi màng phổi, có tổn thương thì ở ngoại vi, ở tùy trên, hoặc là có các cái dấu hiệu như hạch trung thất hoặc tràn dịch, thì chúng ta lúc đấy chúng ta vẫn xếp vào là 4X và theo dõi thì giống như 4B, tức là chúng ta theo dõi 3 tháng hoặc là làm PET-CT hoặc là chúng ta CT xuyên thành. Thế còn đối với 4S thì sao? 4S thì chúng ta căn cứ vào các cái khả năng mà nguy cơ đáng kể đối với lại cái nốt này trong cái việc là sàng lọc ung thư phổi để chúng ta điều chỉnh xếp vào các cái nhóm cho phù hợp. Và cái việc này thì dựa nhiều vào các cái dấu hiệu lâm sàng có ý nghĩa hay không mà chúng ta đưa ra các cái khuyến cáo theo dõi phù hợp. Thế thì đối với trường hợp S thì chúng ta khi chúng ta chưa chắc chắn để xếp vào nhóm nào thì chúng ta phải cố gắng dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng đáng kể để chúng ta đánh giá. Thì đấy là những cái khuyến cáo của NCCN trong việc là theo dõi về một cái nốt phổi trên cắt lớp vi tính. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đánh giá trên bằng cái kiến thức cũng như là bằng cái kinh nghiệm của chúng ta mà chúng ta vẫn còn băn khoăn thì chúng ta cũng có thể sử dụng công nghệ để chúng ta hỗ trợ. Thế thì với một cái công nghệ AI solution ngày nay, người ta cũng có thể là đưa vào để người ta đo luôn và tính ra được cho chúng ta. Ví dụ như sử dụng công nghệ này, máy tính sẽ tính luôn được là cái nốt này có kích thước bao nhiêu, đường kính ngang, đường kính dọc bao nhiêu, thể tích bao nhiêu, và xếp loại luôn cho chúng ta là thuộc lăng RAD mới. Thì đấy là những cái công nghệ mới ngày nay. Đấy, chúng ta nhìn thấy máy tính tự động dò tìm và đưa ra cho chúng ta tất cả các cái thông tin như này. Thì nếu mà chúng ta băn khoăn thì chúng ta sử dụng công nghệ thì cũng có thể là chúng ta đánh giá được ngay cái nốt này đang ở cái lăng RAD nào để chúng ta có cái cách chúng ta sử dụng như vậy. Ví dụ đây là một cái nốt và sau khi máy tính đo ra được rồi thì xếp vào là 4A, và đây là một cái nốt khác sau khi máy tính đo vào và đã xếp loại cho chúng ta là 4B. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cái này chúng ta đã xếp loại được rồi, và chúng ta tiến hành theo dõi để chúng ta có phương pháp phù hợp cho người bệnh. Thì ngày nay cái G Healthcare người ta cũng phát triển một cái công nghệ mới, đó là công nghệ Clear Risk CT. Cái công nghệ này cũng giống như công nghệ mà Auto lăng AI solution như chúng ta xem vừa rồi, và cũng tự động tìm ra các cái nốt này và đo đạc, đưa ra đường kính trung bình luôn. Đấy, đưa ra đường kính trung bình để chúng ta xếp loại và chúng ta đánh giá luôn. Và cái phần mềm này thì đã có trên cái trang web đây, nếu các quý thầy cô và các anh các chị nó muốn tham khảo, chúng ta có thể nhìn thấy cái trang web bên dưới này để chúng ta đánh giá. Thì với cái Clear Risk CT ở G Healthcare thì chúng ta cũng đánh giá rất nhanh chi tiết về cái nốt tổn thương này để chúng ta đưa ra cái cách phù hợp nhất. Và khi chúng ta đánh giá thì chúng ta cũng dựa vào cái lúc mà chúng ta bắt đầu đánh giá, ta gọi là baseline, tức là lúc mà chúng ta nhìn thấy cái nốt đầu tiên thì chúng ta coi như là lúc bắt đầu chúng ta thăm khám, và chúng ta cứ qua qua mỗi lần theo dõi thì chúng ta ghi vào cái thời điểm đấy nốt ở bao nhiêu để chúng ta xếp loại. Ví dụ baseline chúng ta là đánh giá là 4A, tuy nhiên qua quá trình theo dõi 3 tháng hoặc 6 tháng chúng ta thấy là cái tổn thương nó co nhỏ lại và chúng ta cho vào xếp loại là lăng RAD 2, thì chúng ta cũng sẽ dựa vào cái baseline này để chúng ta dựa vào cái step management này chúng ta đánh giá. Ví dụ như đây là một trường hợp là 4A, sau khi chúng ta theo dõi được 3 tháng thì ta thấy là cái nốt này đã giảm đi rất nhiều, và như thế thì chúng ta sẽ xếp vào đó là còn lại lăng RAD 2. Ở đây là bài trình bày của
Em bên đây là hết. Xin cảm ơn quý thầy cô, các anh các chị. Cảm ơn chị Quang hơn nữa. Thì anh ta thì cũng rất là tiện, có thể nói là nhiều người quan tâm trong lĩnh vực.